hello uh, xin chào tất cả anh em nhé thì uh, đến ngày hôm nay là mình đang có một cái chút chuyện đúng thật cây muốn lặng và gió chẳng ngừng thì uh, hiện tại lúc ở gần đây thì mình được một cái kênh có nghĩa là cái kênh phạm tuấn nhưng thực ra là không phải là thằng cu phạm tuấn đấy nó lên cái mạng xã hội nó công kích mình rất là nhiều và mình đã không phản kháng gì nhưng đến nay đã có quá nhiều người bị hiểu lầm về mình Đấy, thứ nhất là thằng Tuấn nó không làm những cái việc mà nó đăng tôi lên mạng ví dụ như là cái này cái kia và đến hôm nay cũng có thằng cái tên đích là Phạm Tuấn nó là fake thôi Đấy, nó giả mạo thôi và nó đăng mình lên với phương thức là mượn sổ đỏ của anh khá để vay tiền nhưng mà hoàn toàn cái cái đấy là mình không mượn và cũng không nhắn tin gì cho cái quen bạn tuấn cả mà mục đích đấy là cái cu cái, cái 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 đấy nó là ở cái kênh ở nước ngoài nó để ở nước ngoài và mục đích của chúng nó là lừa đảo các bạn nhé nó là lừa đảo đó, anh em nào mà xem cái video đấy à cái cái, cái gọi là cái, cái, cái bài viết đấy thì anh em mình nên tránh cái đường link nó gắn ở bên dưới và cái đường link nó là gì thì mình đâu sau đây mình xin được phép quay cho anh em xem anh em nhá thì uh, đây là cái đường link mà mục đích của nó thì cũng chỉ mong mình là chửi nhau cục xúc lên chửi nhau để và làm những cái clip đăng lên mạng và thứ hai nữa nó là có cái mục đích ở đây này cái link này anh em này này tránh để tình trạng những anh em nào mà chưa tiếp xúc với mạng xã hội bao giờ để mất tiền đấy mục đích của nó chính nhá anh em ạ còn để nói là cái video này thì hoàn toàn là em đã không nói gì với cả quen Phạm Tuấn Và thằng Phạm Tuấn không đăng lên em lên Còn những anh em nào mà chưa hiểu sự việc hoặc cần cái thông tin gì Thì mọi người, em chỉ có nói với mọi người thôi Về chửi em hay nói em như nào cũng được Còn cái chính là mọi người đừng có truy cập vào cái đúng cái đường link Mà nó đã ấy lên mọi người ra Mọi người chơi mạng là mọi người phải khôn Thế thôi, còn em thì em không làm ba những chỗ đấy Đấy, còn anh em nào mà lưu ý, nhất là các bạn trẻ đấy. đừng có truy cập với em gì cả Mất tiền các bạn nhé